Hồ Vinh Hoa gặp Lý Đại Quẩn ở giải Thuận Pháo Tranh Vương năm 1991, giải đấu do tư nhân tài trợ. Hồ cầm đỏ đi trước. Hoành xe cánh trái ngay là cách đi riêng của Lý. Nước cờ thông thường được dùng ở đây là mã 2 tiến 3. Tiếp theo. Đây là một biến hóa khác của ván cờ. Đại Quẩn xe 9 tiến 1. Hồ Vinh Hoa ứng phó. Đỏ tiến xe quá hà uy hiếp mã trái của đen, nước cờ đúng lúc. Đỏ xe 9 tiến 1, nước cờ linh hoạt. Đây là sáng tạo độc đáo của Hồ Vinh Hoa. Thông thường người ta hay dùng nước sĩ 4 tiến 5. Tiếp theo. Đến đây đỏ có hai khả năng. Thế đỏ đi xe 3 bình 2. Tiếp theo. Cờ đỏ tiên thủ. Hai là đỏ đi xe 3 bình 4. Tiếp theo. Cờ đen khai cục vừa lòng. Hồ Vinh Hoa xuất xe cánh trái. Tiếp theo. Đen xe 4 tiến 6 bắt pháo. Nước cờ chậm dẫn đến cờ đỏ dễ đi quân. Đổi lại, đen thể đi tốt 3 tiến 1. Tiếp theo có thể là
Cờ đen linh hoạt, ưu thế. Lý Đại Quần xe 4 tiến 6. Tiếp theo. Đỏ xe 3 bình 2. Tiếp tục duy trì sức ép. Buộc pháo 7 của đen phải chạy. Đây là lựa chọn dẫn tới diễn biến phức tạp. Đổi lại, chiếc đỏ đi xe 3 bình 4. Tiếp theo có thể là cờ đỏ không đòn tiếp theo. Hồ Vinh Hoa xe 3 bình 2. Tiếp theo. Đen pháo 7 bình 4. Nước cờ sai dẫn tới bị động. Đổi lại, đen có thể đi pháo 7 bình 1. Tiếp theo có thể là cờ đen có thể tranh hoành được. Còn như nếu đen đi nhầm, sĩ 4 tiến ong. Tiếp theo. Cờ đen mất quân. Lý Lai Quần pháo 7 bình 4. Tiếp theo. Đỏ pháo 8 bình 7. Thứ tự nước đi chính xác. Đen pháo 4 tiến 2 bắt xe, tham đánh, mất đi cơ hội đối công. Đổi lại, đen có thể đi xe 4 lùi 3. Tiếp theo. Đến đây, đỏ có 2 khả năng. Chiếc đỏ xe 5 bình 7 ăn tốt. Tiếp theo. Cờ đen có thể đối công. Hai xe 5 bình 4. Tiếp theo. Cờ đen phản tiên. Có như nếu đen chạy mã 3. Tiếp theo. Cờ đỏ tiên thủ. Lý Đại Quần tiến pháo đánh xe. Tiếp theo. Đỏ xe 2 tiến 2. Nước cờ đúng lúc. Đến đây cờ đen gặp khó khăn. Đỏ xe 2 bình 3, nước cờ tuyệt cao, ra ngoài dự liệu của mọi người. Ở đây là đỏ dọa tướng 5 bình 4, lập thành sát thế. Đổi lại,
Như đỏ đi sai bình 4. Tiếp theo. Cờ đỏ không có lợi gì. Hồ Vinh Hoa xe 2 bình 3. Lý Lại Quần ứng phó. Lý pháo 2 tiến 2 tuần hà, nước cờ sai. Đổi lại, đem thể đi pháo 4 tiến 1. Tiếp theo. Đến đây đen hai khả năng, đen tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ có thế công nhưng cờ đen có thể đối kháng được. Thắng hay thua còn chưa thể biết được. Còn như đen không đi tốt 3 tiến 1 đuổi pháo, mà đen xe 4 bình 5 ăn tốt. Tiếp theo. Cờ đỏ chờ xe 4 tiến 2. Cờ đỏ có thế công. Lý Đại Quần pháo 2 tiến 2. Tiếp theo. Hồ ứng phó. Hồ tiến xe cản mã, nước cờ hay. Đen tượng 3 tiến 5, nước cờ chính xác. Đổi lại, nghĩa là đi nhầm xe 1 tiến 2. Tiếp theo. Cờ đen mất xe, đỏ thắng thế. Lý Đại Quần lựa chọn tượng 3 tiến 5. Hồ ứng phó. Hồ xuất tướng, nước cờ hay, già dặn, tính toán tỉ mỉ. Đổi lại, như đỏ vội nổ pháo đầu. Tiếp theo. Cờ đỏ mất xe sẽ dẫn tới thua cờ. Hồ Vinh Hoa tướng 5 bình 4. Tiếp theo. Đỏ dùng xe đổi pháo mã. Đến đây, cờ đen không thể đối phó được. Đen chịu thua. Với như tiếp theo. Đen không cách nào chống đỡ được.
Mời các bạn xem lại diễn biến của ván đấu. Lý Đại Quần cầm đen, buông cờ chịu thua.